Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ mời các bạn theo chân mình đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Đến Hàn Quốc vào mùa thu, khách hẳn chúng ta sẽ thấy được vẻ đẹp toàn diện của Hàn Quốc. Lúc này, những lá cây vàng đã chuyển màu từ màu xanh sang màu vàng và màu đỏ đặc trưng của mùa thu Hàn Quốc. Tiết trời vào thu thật dễ chịu. Thời tiết không nóng quá và cũng không lạnh quá, khiến du khách chúng ta cảm thấy rất dễ chịu trong một hành trình tham quan đất nước Hàn Quốc.